Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng, cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạo, đề nghị kỷ luật Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Rộ tin đồn trăng trần nối gót nghệ sĩ Hoài Linh, Đà Vĩnh Hưng, đệ đơn khởi kiện bà chủ Đại Nam. Trấn Thành bị hai nhãn hàng đại diện tháo bỏ hình ảnh sau loạt ồn ào từ thiện. Xôn xao việc Mạnh Thường Quân tìm đến nhà Giang Kim Cúc muốn nói rõ chuyện từ thiện, thái độ lẩn tránh bức xúc. Phát hiện trường hợp làm giả biên lai bệnh viện Chợ Rẫy, lừa thu tiền tạm ứng viện phí. Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng, người phụ nữ ở Gia Lai trả giá đắt 13 năm tù. Lừa đảo thẻ điện thoại, trò chơi với chiêu thức tinh vi tại Bắc Giang. Sau đây mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Nóng, cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạo, đề nghị kỷ luật Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 7. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cán bộ đảng viên liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt Bộ Tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổn hại uy tín của tổ chức đảng và quân đội, gây bức xúc trong cán bộ chiến sĩ. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Khiển trách Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Đảng ủy viên Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với Đại tá Phùng Danh Thoại, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Xăng dầu Cục Hậu cần, Thiếu tá Lưu Thế Đức, Đảng ủy viên, Phó đoàn trưởng đoàn trinh sát số 2, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Thiếu tướng Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Chuyển sang tin tức khác, rộ tin đồn trang trần nối gót nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng đệ đơn khởi kiện bà chủ Đại Nam. Mới đây, trong một hội nhóm tên HKN với hơn 397.000 thành viên, bất ngờ chia sẻ thông tin Trang Trần sẽ khởi kiện bà Phương Hằng sau thời gian dài đấu tố nhau trên mạng xã hội. Bài viết chủ đề này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ vẻ thích thú trước thông tin trên và để lại nhiều bình luận dưới bài đăng. Hiện tại, bài đăng trong hội nhóm đã thu về hơn 2,5 nghìn lượt thích, 500 bình luận bàn tán về chủ đề trên. Đa số đều mỉa mai Trang Trần về việc cô đi kiện nữ CEO và nhắc khéo vừa bị VTV điểm tên vì có hành vi và lời nói thô tục trên mạng xã hội thời gian qua. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng và mới chỉ dừng lại việc chia sẻ vào các hội nhóm. Theo dõi trên trang fanpage của Trang Trần, cựu người mẫu vẫn chưa lên tiếng đính chính hay là đưa ra bất kỳ một thông báo nào. Tuy nhiên, việc Trang Trần muốn kiện bà Hằng được cho là bắt chước theo hai người anh thân thiết Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh. Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng và danh hài Hoài Linh là hai trong số những người đã gửi đơn tố cáo bà Hằng về tội vu khống. Cả hai xác nhận thông tin đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng và hiện được công an thụ lý điều tra. Về nội dung tố cáo, đại diện nam danh hài cho biết, bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã livestream trên Facebook để công kích nam nghệ sĩ. Do đó, tháng 7 năm 2021, Hoài Linh chính thức tố cáo bà lên cơ quan công an. Về ồn ào giữa bà Phương Hằng và Trang Trần, cả hai liên tục đấu tố qua lại trên mạng xã hội. Bà Phương Hằng cho rằng cựu người mẫu cũng là một hội bè phái với nhiều nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Bà chủ Đại Nam nhiều lần cảnh cáo Trang Trần ngay trên sóng livestream. Về phía Trang Trần thì cô từng đối đầu với nữ CEO và trực tiếp có pha đôi co qua lại với đàn em từng thân thiết với bà Hằng, IT Nhâm Hoàng Khang. Cả hai đã có những phát ngôn khó nghe,
thậm chí tìm đến địa chỉ của nhau để giải quyết ân oán. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ồn ào giữa hai bên đã dần lắng xuống, cho đến thời gian gần đây lại bùng lên drama liên tiếp. Trấn Thành bị hai nhãn hàng đại diện tháo bỏ hình ảnh sau loạt ồn ào từ thiện. Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin cho rằng Trấn Thành đã bị hai nhãn hàng đại diện gỡ ảnh. Sự việc ngay lập tức gây hoang mang dư luận bởi nam MC đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn với ồn ào từ thiện liên tục đổ ập tới. Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và netizen, hiện đã có hơn 11.000 lượt like, 2.000 lượt chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội khác nhau. Theo đó, nhiều người phát hiện hình ảnh của Trấn Thành tại sàn giao dịch tên L và ngân hàng B, viết tắt của hai thương hiệu, đã xóa hình ảnh quảng bá của MC Trấn Thành và thay bằng người đại diện mới. Đây được cho là có liên quan đến tai tiếng từ thiện và bão sao kê hơn 1.000 tờ của Trấn Thành trước đó. Không chỉ hai nhãn hàng trên có hành động xóa bỏ hoặc tháo dỡ hình ảnh Trấn Thành, trước đó nhiều nhãn hàng do anh làm hình ảnh đại diện cũng bị anti-fan tấn công trên trang cá nhân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của một số trang tin, hiện tại ngân hàng WB chưa hề xóa hình ảnh của MC này trong vai trò đại sứ thương hiệu. Những bức ảnh quảng bá của nam MC vẫn còn trên fanpage và chính thức của ngân hàng này. Hiện tại cả hai nhãn hàng và nam MC đều chưa lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Thời gian qua, Trấn Thành là một trong nhiều nghệ sĩ vướng vào ồn ào từ thiện. Ngoài anh còn có Hoài Linh, Thủy Tiên, Đào Vĩnh Hưng, những nghệ sĩ trên thì liên tục bị cộng đồng mạng gọi tên để chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng nghệ sĩ nên chứng minh minh bạch tiền từ thiện bằng hình thức sao kê. Tuy nhiên, khi một số nghệ sĩ như Thủy Tiên, Trấn Thành công khai sao kê trước công chúng thì họ vẫn bị anti-fan tấn công và cho rằng sao kê thôi là chưa đủ để chứng minh nghệ sĩ không ăn chặn từ thiện. Cho đến thời điểm hiện tại, ồn ào việc từ thiện của nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Kể từ sau khi ồn ào từ thiện của nghệ sĩ được đào lại, Trấn Thành cũng ít xuất hiện hơn trên các trang mạng xã hội. Anh và bà xã Harry Won không thường xuyên đăng tải trên Facebook hay Instagram như thời gian trước. Cuộc sống của nam MC đã có phần kín tiếng hơn, giống với danh hài Hoài Linh sau hàng loạt lời tố cáo đến từ nữ CEO và cộng đồng mạng. Xôn xao việc Mạnh Thường Quân tìm đến nhà Giang Kim Cúc muốn nói rõ chuyện từ thiện, thái độ lẩn tránh gây bức xúc. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Giang Kim Cúc, trưởng nhóm mai táng không đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây chú ý dư luận khi bị nhiều người tố là lừa đảo tiền từ thiện. Trong nhiều người tố cáo Giang Kim Cúc thì có một gia đình nạn nhân tên T ở Bình Phước đã tố cô mượn tình trạng nguy kịch của T để livestream kêu gọi quyên góp, nhưng sau đó thì lật mặt, chỉ đưa cho gia đình một số tiền nhỏ và không được gia đình đồng ý. Trước đó, Giang Kim Cúc cũng đã bị xử phạt 10 triệu đồng vì livestream sai sự thật về vụ bà ngoại rút ống thở của cháu. Mới đây vào ngày 30 tháng 9, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip một Mạnh Thường Quân đến địa chỉ nhà mà Giang Kim Cúc đã cung cấp để chất vấn về vấn đề minh bạch từ thiện. Tuy nhiên, khi nữ Mạnh Thường Quân đến địa chỉ thì Giang Kim Cúc không chịu ra gặp. Vì quá bức xúc, Mạnh Thường Quân đã tuyên bố trong đoạn clip như sau: "Chị Cúc nhớ nha chị Cúc, em biết chị đang ở trong đó, nhớ sống cho đàng hoàng, ngày mai em tìm chị tiếp." Ngay lập tức, đoạn clip này đã khiến cư dân mạng hướng sự chỉ trích cho rằng Giang Kim Cúc đang lẩn trốn và không muốn phân bua chuyện minh bạch trong từ thiện, đặc biệt là khi Mạnh Thường Quân gửi tiền đang muốn giải thích. Vào trưa 30 tháng 9, Giang Kim Cúc cũng đã đăng tải bài viết về những tố cáo liên quan đến vấn đề từ thiện trên cá nhân. "Duy nhất chỉ có thượng tôn pháp luật mới là minh bạch cho tôi và đồng đội. Tới bây giờ tôi vẫn im lặng là tôi sẽ để tất cả thành viên an tâm hoàn thành sứ mệnh thiện nguyện. Ai có bằng chứng tôi lừa đảo, xin hãy tố cáo với nhân cách của công dân Việt Nam đến cơ quan chức năng. Đừng để đồng đội tôi bị ảnh hưởng vì họ cũng là những người đến với tôi bằng tâm thiện nguyện, không vụ lợi. Tôi sẽ lên kế hoạch livestream từng đội một để xác minh rõ cách thu chi của chúng tôi." Đang nói bên dưới phần bình luận, Giang Kim Cúc còn nói rõ lý do khiến mình không ra gặp khi nữ Mạnh Thường Quân tìm đến tận nơi. "Đặt trường hợp nếu là bạn đang 10 giờ khuya mà có nhóm người đông nhiều xe chạy quanh và đậu trước nơi mình tạm trú, cả nhà sẽ làm gì với những người như vậy? Nếu đàng hoàng tại sao không hẹn trước, không nói chuyện đàng hoàng mà phải rất nhiều tài khoản livestream từ nhà của hộ qua tới đây, quay phim chụp hình nơi nhóm đang sinh hoạt? Các bạn đi nhiều nhóm mục đích là gì? Hiện nhà nước đang gồng mình chống dịch, mà các bạn bao nhiêu người, bên tôi bao nhiêu người, tập hợp lại để khẩu chiến lớn tiếng cho cộng đồng mạng sao? Tôi không hiểu đó là hành vi của người làm từ thiện, nhà hảo tâm chân chính hay là nhóm đang áp đảo tinh thần của tôi và đồng đội." Tuy nhiên, lời giải thích của Giang Kim Cúc vẫn chưa làm dịu dư luận, đặc biệt là khi câu chuyện minh bạch tiền kêu gọi từ thiện đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Phát hiện trường hợp làm giả biên lai bệnh viện Chợ Rẫy,
lừa thu tiền tạm ứng viện phí. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết gần đây, bệnh viện tiếp nhận thông tin một số người nhà bệnh nhân nhận được biên lai thu tiền tạm ứng và đề nghị chuyển tiền qua các tài khoản cá nhân. Trường hợp gần nhất là người nhà bệnh nhân Hoàng Thị Tú Uyên điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, nhận được biên lai thu tiền tạm ứng. Biên lai đề xuất đóng tạm ứng lần 3 với số tiền 56 triệu đồng, có chữ ký người thu tiền và dấu mộc vuông với chữ Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Tài chính Kế toán đã thu tiền. Sau khi nhận biên lai, người nhà bệnh nhân tiếp tục nhận được tin nhắn đề nghị chuyển tiền qua tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, khi thân nhân bệnh nhân thắc mắc, hỏi lại thông tin, thì kẻ mạo danh đã xóa tin nhắn, chứa thông tin tài khoản hoặc chặn tương tác. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, biên lai thân nhân người bệnh nhận được không phải biên lai Chợ Rẫy phát hành. Bệnh viện không gửi biên lai thu tiền hay biên lai tạm ứng qua bất cứ nền tảng mạng xã hội nào. Bệnh viện chỉ cung cấp phiếu yêu cầu tạm ứng trực tiếp cho người bệnh hoặc thân nhân và người được ủy quyền giao dịch với bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người bệnh và thân nhân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng mạo danh khi có yêu cầu thanh toán tiền qua các nền tảng mạng xã hội. Lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ, người phụ nữ ở Gia Lai trả giá đắt 13 năm tù. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hoàng Thị Thành, sinh năm 1969, trú tại thị trấn Ca Bang, huyện Ca Bang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, Hoàng Thị Thành ngoài việc buôn bán còn cho người khác vay tiền để đáo hạn nợ vay ngân hàng. Để có tiền cho người khác vay, Thành đi vay tiền của nhiều người khác với lãi suất thấp hơn, dùng số tiền đó cho người có nhu cầu đáo hạn nợ vay ngân hàng vay với lãi suất cao hơn để hưởng tiền lãi suất chênh lệch. Do việc làm ăn buôn bán thua lỗ và phải trả nợ cho những người mà Thành đã vay trước đó, dẫn đến đối tượng thâm hụt nguồn vốn, mất khả năng thanh toán nợ. Đến đầu năm 2019, những người mà Thành vay mượn đòi lại khoản tiền đã cho đối tượng vay. Để có tiền trả cho những đối tượng này, Thành đã nảy sinh ý đồ vay tiền của người sau để trả cho người trước. Nhằm tạo lòng tin để vay được tiền, Thành đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin không có thật là cần tiền đáo hạn ngân hàng và thỏa thuận lãi suất, ấn định thời gian trả tiền gốc và lãi. Nhiều người tin tưởng lời Thành nói là thật nên đã cho đối tượng này vay tiền rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2019, Thành đã vay và chiếm đoạt của 8 cá nhân trú tại huyện Ca Bang với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Căn cứ hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thành 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lừa đảo thẻ điện thoại, trò chơi với chiêu thức tinh vi tại Bắc Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Đức, sinh năm 1990, trú tại phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 2 năm 2021, Đức đã chủ động gọi điện đến các đại lý bán thẻ điện thoại, thẻ trò chơi, gọi chung là đại lý, để hỏi mua các mã thẻ dinh mệnh giá 500.000 đồng, 1 triệu đồng. Sau đó, Đức sử dụng tài khoản Zalo của mình kết bạn với tài khoản Zalo của đại lý, trao đổi thống nhất số lượng thẻ cần mua, số tiền cần thanh toán, cách thức nhận mã thẻ, đề nghị đại lý cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, Đức đã sử dụng điện thoại cá nhân nhắn tin đến số điện thoại của đại lý với nội dung là số tiền đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của đại lý dựa theo dạng tin nhắn SMS của các ngân hàng thông báo thay đổi số dư gửi đến số điện thoại khách hàng. Đức có sự chuẩn bị trước nội dung tin nhắn này, chỉ thay đổi số tiền được cộng thêm và tài khoản nhận là tài khoản ngân hàng của đại lý. Nhằm gây mất sự chú ý của đại lý, khi nhắn tin chuyển tiền xong, Đức liên tục gọi điện cho đại lý để yêu cầu chuyển mã thẻ với lý do là Đức chỉ còn ít thời gian để nạp sự kiện trong trò chơi. Khi nhận được các mã thẻ, Đức bán cho các đại lý thu mua mã để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vẫn theo cơ quan công an, Nguyễn Công Đức đã sử dụng thông tin sau nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài khoản Zalo mang tên Đức Hạnh, Yến Anh, cậu Út, công tử họ Trần, trai họ Nguyễn, tài khoản Facebook mang tên Đức Hạnh. Số điện thoại 0985272385, 0347421887, 0969616814. Để phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang thông báo ai là bị hại của vụ án trên đề nghị sớm liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ trụ sở khối cảnh sát công an tỉnh Bắc Giang, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại 02043 854 666 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.